bao giờ gặp rắc rối vì bị táo bón lâu ngày không khỏi hay chưa? Và đây là một trong những căn bệnh rất là phổ biến ở thế kỷ 21. Dẫu nó không nghiêm trọng nhưng nó gây ra rất nhiều phiền toái. Như bạn đã biết đấy, táo bón thì không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần, công việc, sức khỏe mà nó còn gây nổi mụn, thậm chí là làm cho cơ thể bị nhiễm độc do phân chậm thải ra bên ngoài. Lúc này thì chất độc từ phân sẽ ngấm vào ruột già. Không chỉ thế, nhiều người còn nghĩ rằng ăn nhiều chất béo thì sẽ giúp đường ruột được trơn tru và đi đại tiện dễ hơn. Tuy nhiên thì thực tế không phải như vậy. Nhiều người dù ăn rất là nhiều chất béo từ động vật nhưng vẫn bị táo bón. Bởi lẽ yếu tố quan trọng làm nên sự thuận lợi trong quá trình bài tiết chính là nước, magie và đặc biệt là chất xơ. Nhiều người bị táo bón lâu ngày không khỏi chỉ vì thiếu magie. Đây là một khoáng chất rất là quan trọng giúp làm mềm chất thải, phân trong đường ruột và kích thích tăng cường nhu động ruột. Khi thiếu magie thì phân sẽ rất là cứng và khó đi đại tiện. Vì vậy trong bữa ăn hàng ngày thì các bạn nên bổ sung các thực phẩm chứa nhiều magie như là bơ, rau lang, đu đủ xanh, cải bó xôi, rau dền, chuối tiêu, hoa thì xô, vân vân. Ngoài ra thì cũng có thể bổ sung thêm viên uống magie theo chỉ định của bác sĩ. Chất xơ thì có trong hầu hết tất cả những loại rau củ quả tự nhiên như là rau má, khoai lang, khổ qua, bí đỏ, xương sâm, thanh long, đu đủ vân vân, và nó có tác dụng cơ bản là giúp làm nhuận tràng. Một trong những nguyên nhân gây táo bón mà ít ai ngờ đến đó chính là thiếu nước. Điều này rất là dễ hiểu vì khi uống đủ nước thì khối lượng phân sẽ tăng và nhờ tích nước mà việc đi đại tiện sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Một lưu ý khá quan trọng nữa là bia và rượu là những loại nước uống có chứa chất caffeine như là trà, cà phê, nước có ga thì có thể làm mất nước vì chúng có tính khử nước và kết quả là phân sẽ cứng và khó thải ra bên ngoài hơn. Vì vậy khi bị táo bón thì bạn tránh uống những loại thức uống kể trên. Nếu như là bị táo bón nhẹ thì có thể thay đổi chế độ ăn uống thì sẽ cải thiện được bệnh táo bón. Tuy nhiên thì đối với trường hợp nặng hơn thì bạn nên đi khám.